cay quá các bạn ơi, cay đỏ hai gò má. Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của anh em nhà Oanh nha. Chào các bạn nha. Hôm nay lại một cái ẩm thực món ngon mỗi ngày các bạn ơi. Quá trời ngon với cái món trứng cút lộn sao me các bạn ơi. Oanh rất là kỳ công với cái món này, nó rất là phức tạp các bạn. Vừa luộc lên rồi làm sốt me nè, rồi phải lột trứng nữa, lột 100 trứng chứ không phải là 10 trứng nữa. Trong cái lúc mà lột 100 trứng là nó hao hết mấy trứng rồi đó. Mà nó còn hao nữa các bạn, bởi vậy cái dĩa của mình, các bạn nhìn thử xem. Nó cũng còn ngon nhưng mà nó cũng còn thiếu lắm các bạn ơi. Thiếu mấy trứng nãy hả? Thiếu mấy trứng nãy. Rồi mời các bạn cùng ăn thưởng thức cái món trứng cút lộn xào me mà siêu cay của Oanh nha các bạn. Lại cái bịch bột ớt mà cái Oanh tưởng là không cay đó các bạn, nhưng mà ăn vô thì nó cay không tưởng được các bạn ơi. Bây giờ mình lại tiếp tục với cái món siêu cay nữa nha. Mời các bạn cùng ăn với Oanh nha. Để Oanh ăn trước đi bạn. Có gì độc thì nó chết trước. Cái này á, độc là các bạn biết gì không? Ngon mà độc đó, chứ không phải là độc mà chết đâu mà. Đó, kèm miếng rau răm nha các bạn. Tuyệt vời quá bạn ơi. Đây mình cũng xin phép luôn nha. Đây mời các bạn nha. Không phải là Oanh tự làm mà tự khen đâu các bạn, nhưng mà nó ngon thiệt các bạn ơi. Nè, lấy cái trứng ở dưới, lấy luôn cái nước sốt me nè, cái mình bỏ đậu phộng lên nè, rồi cái mình bỏ rau găm đây lên nè. Có đậu phộng nè bạn, trên muỗng. Ui, rau găm rớt ra ngoài các bạn. Các bạn thấy ngon chưa? Rau găm nè, không có lạc lá, để mình cầm. Đúng rồi. Ngon quá bạn. Cũng ngon nhưng mà nó cay các bạn ơi. Nước sốt còn dưới thì gì ta. Cái miếng nó còn sống các bạn ơi. Chứ không nhảy rồi, bay rồi. Đây, có nước sốt nè các bạn. Mời bạn nha. Đây, Oanh sẽ mời các bạn ngon. Một cái trứng ngon tuyệt vời các bạn ơi. Có ớt nè, có ớt, có đậu phộng nè, mà cái nước sốt của nó thì nó ngon thì thôi khỏi chê luôn. Đậu phộng mà gớt ra ngoài là không có lấy muỗng được, lấy tay bóc luôn, vậy ngon nguyên chất. Nói chung thì có trứng cút lộn với là hộp vịt lộn đó bạn, mà gan me thì nói chung là lột lên lúc nào cũng bị hao chứ. Rớt mà cái mề đó các bạn, cái mề nó bị dính lại với cái vỏ đó, hao thêm mấy cái đó nữa. Hôm nay thử hết bản thân xem có ăn hết nổi 100 trứng không. Mỗi anh em, hai anh em mình mỗi người 50 trứng, không, mỗi người chắc cỡ 45 trứng rồi, nãy ăn hết cả chục trứng. Vừa ăn mà có nhái kêu quá. Chiều rồi các bạn à, 5 giờ phát thanh nó ra rồi, thông báo tình hình dịch Covid gì vui gì đó bạn.
Chiều rồi ăn hộp trứng cút lộn này cũng hơi é ha, bụng phải mạnh nha, để nặng quá. Cay quá các bạn ơi, cay đỏ hai rồi má. Mình ăn cay rất là dở nhưng mà thích ăn cay. Các bạn xem thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho hai anh em quanh nha các bạn. Tưởng nó không ngon mà ngon không tưởng được. Đây mà bạn nha, có gạo găm đầu họng đủ. Cái clip mà mình thử thách ăn 30 mấy trứng hồng vịt lộn mà ăn đâu hết rồi. Ừ, còn lại cái gan mê y nè mà ăn không ngon bằng trứng cút. Đúng rồi. Tại trứng cút nó nhỏ, con nó nhỏ, cái mề nó nhỏ, ăn không bị ngán. Nói chung thì trong cái mùa dịch này nè, hai anh em quanh nó không có đi chợ được, phải đi chợ, phải có giấy đi chợ nữa, nhưng không có mua gì được nhiều á. Cái này mình đặt trên Facebook á, như là mình ở gần chợ nào cái mình đặt trên chợ đó các bạn, người ta giao xuống ngay chốt thì mình ra mình lấy thôi. Các bạn xem hay á, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Oanh nha các bạn, để Oanh có thêm động lực để ra video tiếp các bạn ạ. Trăm trứng cút các bạn chia sẻ cho Oanh đi, giống như anh Hồ đó nè. Các bạn chia sẻ cho Oanh đi. Nói chung thì hộp vịt lộn này với trứng cút lộn bạn nên ăn tầm giấc trưa các bạn, 1-2 giờ bạn ăn đi, để chiều tối ăn dễ nặng bụng lắm bạn. Cay mà nó nóng lắm ơi, nóng bốc khói luôn. Giấc trưa các bạn ăn sẽ tốt hơn giấc chiều. Cái này đáng lẽ chấm với muối tiêu chanh đúng không ạ, nhưng mà quên làm vừa ăn cho nên khỏi chấm luôn. Ngon quá bạn ơi. Mời các bạn ăn 2-3 trứng với Oanh nha. Mời các bạn nha. Cái trời của mình nay các bạn, lá dừa nó khô chưa à? Mấy qua mùa dừa thì mùa giờ thì nó còn ra từ ngày trên chứ lá dừa bữa mình gác lên mặt khô quá chưa. Mình chắc về hôm nữa cho mình có thể là mình kiếm một cái tấm bạc nào đó mình để lên trên các bạn, để nhiều khi mình quay đang quay cái mình mưa lâm găm xuống cái nhìn nó bị dột quá bạn. Chắc ăn mỗi ngày nữa kết thúc video luôn nha bạn. Các bạn xem thấy hay nhớ đăng like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Ăn muỗng này nữa mình nghĩ rồi, chiều mình ăn nhiều quá cái bụng mình nó yếu nữa. Mình ăn ngon, mình ăn ngon.
Ngọt, hỏi kiểu gì vậy? Hỏi đó ngồi nè. Ghi nước miếng, ghi mưa chóng. Có đâu. Cài đổ mồi chứ. Đổ mồi mà. Ăn không nổi. Chầm trứng mà ăn chầm trứng mà. Chầm trứng mà nãy giờ ăn hai đứa ăn tầm 40-50 trứng vậy mày. Rồi rớt cái muỗng luôn. Rồi rớt luôn. Tầm có 30 trứng gì mày. Như vậy còn có 40 trứng nữa. Nói chung thì rất là ngon. Trứng cút gan me mà trứng cút lộn mình gan me á bạn rất là ngon. Nói chung ăn không 100 trứng thì nó rất là ngán nha, nhưng mà mình gan me như thế này mình ăn thì nó đỡ ngán hơn. Quỳnh xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Các bạn xem thấy hay nhớ cho Quỳnh xin like và subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho Quỳnh nha các bạn, chia sẻ kênh cho Quỳnh nha các bạn ơi. Bye bye các bạn nha.